Muốn học văn điểm cao thì phải làm sao? Chắc chắn là phải ghi đầy đủ tất cả các ý chính của bài văn ra và sáng tạo thêm các câu từ phù hợp. Đây là giải pháp dành cho bạn. Notebook ngữ văn 7, bám sát sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Cuốn sổ được viết bằng tay vô cùng tỉ mỉ, với mỗi bài học là các hình thức đa dạng, sơ đồ hay kẻ bảng. Cùng với đó là các sticker và hình ảnh dễ thương, đẹp mắt tạo cho các bạn cảm hứng học tập. Ý chính của các bài học đều được ghi chú cẩn thận, hơn nữa còn có những phân tích rất riêng biệt. Vì vậy hãy sở hữu ngay cho mình một quyển notebook nhé.